Chưa đầy một giờ đăng lên mạng xã hội, cô gái đang Mạch đã tìm được mẹ ruột người Việt sau 23 năm. Chúng tôi không cần xét nghiệm ADN, bởi hai mẹ con rất giống nhau. Cách đây 23 năm, chị Nguyễn Thị Xanh, sinh năm 1981, Bình Thuận, mang thai thì chồng bỏ đi không rõ tung tích. Chị sinh con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Không thể cùng lúc nuôi con nhỏ và chăm bà ngoại bị tai biến chị được người thân khuyên đưa con vào cô nhi viện. Năm bé hơn một tuổi, chị có ý định đón bé về nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Cùng lúc này, vợ chồng người Đan Mạch muốn nhận oanh làm con nuôi. Ngày oanh theo cha mẹ nuôi về Đan Mạch, chị xanh đến gặp và chụp ảnh kỷ niệm. Suốt 23 năm qua, chị luôn giữ ảnh của con gái bên mình. Sau này, Chị xanh kết hôn với người chồng hiện tại và có 5 người con. Tuy vậy, lúc nào bà cũng nghe ngóng tìm con đầu lòng. Cha mẹ nuôi đưa con gái chị xanh sang Đan Mạch sinh sống. Oanh được họ đổi tên thành Alex Pedersen. Dù thay tên đổi họ nhưng Oanh luôn ý thức rõ mình là con nuôi. Cha mẹ nuôi cũng không giấu chuyện này với cô bé. Trong suốt nhiều năm, Oanh cố gắng tìm cha mẹ ruột ở Bình Thuận tuy nhiên cha mẹ nuôi khuyên oanh nên tập trung học hành đến khi tốt nghiệp và có việc làm oanh hãy tìm lại cha mẹ giữ đúng lời hứa với cha mẹ nuôi có việc làm oanh liền tiếp tục hành trình tìm kiếm cội nguồn cô nhờ người quen tại việt nam đăng thông tin tìm mẹ trên mạng xã hội sau một giờ đăng tải cả oanh và chị xanh đều nhận được tin tìm thấy người thân vào khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 10. Chị xanh chia sẻ, tôi vui mừng đến mức hạ huyết áp, không đi đứng nổi. Tôi từng nghĩ con gái hận mình nhưng vẫn nuôi hy vọng tìm được con. Bây giờ, tôi đã toại nguyện. Mẹ con tôi đã trò chuyện qua mạng. Oanh liên tục nói thương và yêu mẹ. Con bé còn bảo không trách mẹ vừa nhìn mặt oanh chị xanh đã biết đó là con gái của mình oanh giống chị từ đôi mắt đến cái miệng chị nói chúng tôi không cần xét nghiệm adn bởi hai mẹ con rất giống nhau và các thông tin hoàn toàn trùng khớp chúng tôi đều giữ những tấm ảnh lúc oanh mới hơn một tuổi với oanh việc tìm được mẹ chỉ sau một giờ đồng hồ quả thật rất khó tin cô hạnh phúc vui mừng đến choáng ngợp Tôi hiểu hoàn cảnh của mẹ lúc cho tôi làm con nuôi. Tôi không buồn hay hờn giận mẹ. Tại sao tôi phải giận mẹ mình chứ? Tôi đã già sẽ không bao giờ làm như thế. Oanh tâm sự. Oanh dự định sang năm sẽ về Bình Thuận thăm mẹ. Biết tin này, chị sanh rất háo hức và mong ngóng. Vậy là mẹ con chị sẽ trùng phùng sau 23 năm xa cách. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.